Cách làm sườn xào chua ngọt đơn giản mà đậm đà ngon chuẩn vị. Để có được món sườn xào chua ngọt ngon cần phải chọn được sườn heo chất lượng, kế đó bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500g sườn non, 3 củ hành, 1 củ tỏi, 3 thìa giấm, bột canh, đường, nước mắm, dầu ăn, tương ớt, hạt tiêu. Bước 1, hãy chuẩn bị một cái nồi và đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, bạn rửa sạch sườn non với nước muối rồi đem chặt thành từng miếng vừa ăn. Khi nước sôi, bạn đổ sườn vào nồi chần qua để loại bỏ mùi hôi rồi để ráo. Bước 2, tiến hành cho đường, nước mắm giấm, tương ớt vào một cái tô nhỏ, trộn đều cho các gia vị hòa tan vào nhau. Bước 3, xào sườn chua ngọt, làm nóng chảo rồi cho một thìa canh dầu ăn, chờ cho dầu nóng rồi đổ phần sườn đã rửa sạch vào, đợi sườn đã hơi chín và săn lại, bạn cho thêm một thìa cà phê bột canh, tiếp tục đảo đều đến khi sườn chuyển màu vàng cánh gián thì tắt bếp và cho ra đĩa. Khi tỏi và hành khô chuyển sang màu vàng và có mùi thơm bạn hãy cho nước sốt đã pha chế ở bước 2 cùng phần sườn vào chảo. Tiếp tục đun lửa nhỏ thêm vài phút đến khi nước sốt gần cạn, sườn chín mềm là được. Như vậy là bạn đã hoàn thành món sườn xào chua ngọt đậm vị thơm ngon rồi đấy thật đơn giản phải không nào